Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng vui mừng chào đón tất cả các bác. Ngày hôm nay thì cho phép Anh Phương xin trân trọng giới thiệu một cái tin vui. Đó là Anh Phương đang kết nối với công ty 3 sao để chính thức phân phối tới tất cả các bác những sản phẩm âm thanh hàng cao cấp của 3 sao. Đó chính là những cục đẩy crowd hàng mới full thùng xốp. Rất nhiều bác là thích chơi đẩy crowd của Mỹ, nhưng mà nhiều khi là các bác còn lo ngại là mua phải những cái sản phẩm nó đã quá cũ, cũng như là trong quá trình sử dụng những hàng bãi nó có thể gây ra cái hiện tượng là lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Trong khi đó thì tiền đầu tư của mình thì cũng ở mức gọi là có hạn. Thì các bác có thể nghĩ đến việc đầu tư những sản phẩm âm thanh hàng cao cấp này. Đấy. Ngày hôm nay thì anh Phương sẽ giới thiệu các bác một con đẩy crowd với mã sản phẩm là crowd XLS 2002. Đây các bác. Sản phẩm crowd này được bảo hành tới 3 năm rồi các bạn. Đấy, Behead. Các bác nhìn cái con đẩy crowd này, hình thức nó sẽ như thế này. Đấy. XLS 2002. Đây là các thông số kỹ thuật của nó các bác. Đấy. Các thông số kỹ thuật. Sản phẩm âm thanh này do tập đoàn Hackman sản xuất. Hàng chính hãng của 3 sao các bác nhé. Hàng đóng full thục số. Đây. Các bác trông nó chất chưa? Bên cạnh đó thì anh Phương đang giới thiệu với các bác cả những cái con vang KX180. Đây cũng là hàng chính hãng của công ty của tập đoàn Hackman. Bởi vì tại sao anh Phương lại làm như vậy? Bởi vì là khi mà đã chơi loa Mỹ ấy, thì các bác chắc cũng đã nghĩ đến việc là đầu tư cho nó combo loa Mỹ cũng như là những dòng loa JB thì do tập đoàn Hackman sản xuất. Vậy thì chúng ta muốn có con đẩy crowd của tập đoàn Hackman, con vang crowd của tập đoàn Hackman và một bộ mic xua chăng? Đây con đẩy đây em đã bỏ ra đây rồi các bác. Tháo thùng ra đây các bác nhá. Ở trong thùng có cái gì nhỉ? Em vừa tháo ra các bác để ý cho em cái thùng có cái gì. Trong thùng này có giấy của công ty này, series sản phẩm này. Đấy, công ty tập đoàn 3 sao này các bác nhá. Đây là quyển sách hướng dẫn này. Các modem đẩy này. Crowd này. Đấy, các bác thấy không? Chơi Minh Phương chúng ta sẽ có những sản phẩm âm thanh hàng chính hãng cực kỳ cao cấp. Đây là con crowd. Con này chạy nguồn xung cho nên rất là nhẹ. XLS 202. Màn hình LED hiển thị. Có menu, có các cái chế độ Next Favorite, hai kênh Challenge 1-2. Crowd đây. Đấy. Hàng chính hãng của công ty nhá. Về phía đằng sau em sẽ quay đằng sau cho các bạn xem. Con này thì một tay xách được các bạn. Tem của 3 sao này. XLS. Hàng mới đét. Các bác khỏi lo. Cứ chơi tẹt tèn tèn chết công ty no. Con này thì nó có thể chạy điện 220 các bác nhá. Đây này, nó đánh dấu 220 này. Đấy. Ok rồi. Con này thì anh Phương đã hôm nay đã phối ghép một bộ dàn máy cũng rất là hay. Các bác nào có nhu cầu mà lắng nghe cái con đẩy crowd này thể hiện ấy thì anh Phương sẽ để cái video đường link về cái sản phẩm này để cho các bác có thể tham khảo. Giá của con này thì đối với trung tâm điện tử Anh Phương sẽ có một giá rất là tốt khi mà anh Phương xin được một số cái sản phẩm demo đấy để gọi là vào thị trường. Bác nào mà có nhu cầu đầu tư đến con này thì alo cho em. Giá của nó cũng chỉ hơn chục triệu thôi các bạn. Hơn chục triệu một con thôi. Cho nên là bác nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em với số máy 0971998555 để chúng ta sở hữu ngay con đẩy crowd hàng gọi là Mỹ xịn sò mới tinh tình tình. Chưa ai đập hộp, mình sẽ là người đập hộp. Cũng như là vang KX180 các bác nhá. Chơi hẳn một bộ combo của 3 sao xem sao. Chắc chắn các bác sẽ hài lòng. Số máy của anh Phương là 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.